móng to kỷ lục các bạn ơi. Rõ băng luôn á, đầy đủ. Nhìn một nửa thành cầu á. Mấy chục cây nữa. À, giờ là buổi sáng sớm là cái móng này rất là rõ. Đẹp không? Đầy đủ luôn. Rất là nét nha. Bảy sắc cầu vòng nè. Này là đang trên đường cao tốc. Cái góc quay nó hơi bị cận á. Trời mưa nữa. Mưa mới có móng. Không, nó khi mà trời nắng mà có móng đúng không? Này có tiền xe lên báo ở trên nó tồn ghê luôn. Này kỷ lục luôn á. Không. Xưa giờ chưa thấy được cái móng nào mà đẹp như này. Này gọi là móng chuồng hả? Hay là bảy sắc cầu vòng? Nó có một cái lần là kế bên kia nữa. Đó, hai cái cây lên nó cái là đang rồi trái này. Đâu? Ờ ờ, móng đôi không ông ơi. À. Đó đó đó, thấy này. Rồi rồi em tắt cái quạt gạt nước để nhìn thấy rõ cái móng đôi. Đó ở dưới chân á. Đó, đó. Đó, đó, cái móng đôi. Hai móng mới đọc chứ. Thấy không? Hai cái mà. À, lần đầu tiên hai móng. Đó. Cái nó hơi lệch rồi. À. Móng cái không rõ nét mà cái móng dưới đúng không? Bên này cũng có cái đôi nè. Đôi luôn đúng không? Nó mờ thôi. Cái này nó không có rõ. À. Đây ta. Double. Đây là cao tốc Trung Lương. Bên lức. À. Qua bên lức rồi. Đó. Ở trên bắt đầu nó hơi mờ đúng không? Đi à, chân. Chân. Nó to quá. Do cái mặt trời nó lên á. Đây là hiện tượng khúc xạ. May đúng không? Hai cái song song luôn. À, song song đó giờ thấy rõ cái móng song song rồi. Rồi giờ nó nét hơn nè. Cái sao nó nét hơn nè. À, cái trên bắt đầu nó nét rồi không rõ. À. Nó lên tới được khoảng 40-50 nữa rồi đó. Hay dữ ta sao mà cái gì nó vòm mà đụng nhau luôn á. À, nó nét hơn rồi, nhìn lên cao thấy luôn rồi nè. Càng ngày càng rõ nét cái trên đúng không? Đó. À, làm này nè, nó giáp vòng. Ôi. Đó đó đó. Lên vô cái bên kia đó ghê. Hả? Cả móng đôi luôn. Móng đôi ha. Được gì. Lần đầu tiên thấy á. Rồi, đấy. À đấy, bây giờ rõ quá ha. Đấy là bên phải nha. Bên phải cũng thấy móng đôi rõ ràng chưa? Đó, trên, trên càng lên trên cao thấy rõ luôn đó. Ôi, thấy rõ. Double rõ, bây giờ thấy double luôn kìa. Camera nhạt quá nè. Đó. Đó. Cái này mà trên mặt phẳng mà nói cách nhau khoảng 5-6 mét nha ha. Không biết trên không gian nó là bao nhiêu. Hiện tượng hai cái móng rõ thì mình... luôn, bây giờ rõ luôn, lên cao luôn nè, mặt trời lên nha. Nó kéo dài chắc khoảng được 5-7 phút gì rồi. Khi mà mặt trời nó di diễn với bên trái đất á thì nó sẽ hết cái móng này. Ôi, nhìn qua kia, anh đang quay kia. Đi qua Hàng Dương. Qua đoạn Hàng Dương rồi. Bên này nó mất cái móng đầu tiên rồi nè. À, thì nó mất không? À. Bây giờ đi quay cao tốc xíu đi. Rồi. À, móng mờ rồi nha. Đây là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ra bảy sắc cầu vòng. Bye bye.